Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay có một cái thông tin cũng khá là nóng và sốc liên quan đến câu chuyện của mẹ con cu Sáu và Hồng Loan. Đặc biệt trên trang Facebook cá nhân của Hồng Loan mới đây thì tiếp tục đăng tải bị một số những cái cá nhân tấn công, thậm chí là giả mạo để mà trục lợi khi mà họ thấy rằng Hồng Loan livestream bán hàng đó được một lượng lớn khán giả ủng hộ. Họ đã lợi dụng vào câu chuyện này để trục lợi cho bản thân. Bên cạnh đó thì có một sự việc liên quan đến một người nghệ sĩ. Người này là đích thân, là người đã gọi là điều trị và mổ cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở trong Đại học Y Dược. Trước đó, ngày hôm nay khi mà thấy những cái câu chuyện lùm xùm thì người bác sĩ này cũng đã chính thức lên tiếng chia sẻ một số những cái thông tin mà trước đó đã được mẹ con cô Sáu chia sẻ. Bản thân Hồng Phượng cũng đã từng lên tiếng nói rằng là trong những cái ngày mà nghệ sĩ Vũ Linh nhập viện bệnh tật thì không thấy Hồng Loan đâu, rồi mãi cho đến rồi là khi ba qua đời thì nhanh chóng lại sang tên tài sản. Chúng ta có thể thấy là mấy bữa rày rất nhiều những cái thông tin giống như vậy được đưa ra, được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt những người bên vực mẹ con cô Sáu thì họ cho rằng Hồng Loan là một kẻ gọi là bất hiếu đó, không lo lắng cho cha, chỉ cứ ngó cứ chăm chăm đến cái khối tài sản để mà sang tên mà thôi. Thì ngày hôm nay một bác sĩ là người đã chính tay điều trị cũng như là mổ cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ một số cái thông tin cũng khá là hay. Thưa quý vị, cụ thể thì người bác sĩ đã chia sẻ như sau: chiều gần về thì thấy một tin nhắn đến từ một người lạ. Anh tự giới thiệu anh là bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược, là người mổ cho chú Vũ Linh. Anh không muốn gây chú ý trên mạng nhưng sẵn sàng lên tiếng xác nhận nếu cần. Anh là người được Bình Tinh thường xuyên nhờ thu xếp cho ba cô giường VIP và nhờ để ý tới ông trong bệnh viện. Anh cứ nghĩ là ba ruột của cô, sau đó thì mới biết là ba nuôi và là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh cũng thường xuyên gặp Hồng Loan, Bình Tinh đến chăm mong ở phòng VIP này. Anh tìm gặp mình vì khi hiện tại thấy thương cho Hồng Loan khi bị nói suốt thời gian qua là bỏ mặc ba trị bệnh trong điều kiện nghèo khổ. Anh khẳng định phòng mà Bình Tinh đặt là VIP khoảng 2,5 triệu một đêm, VIP nhất là phòng một giường này. Bình Tinh luôn yêu cầu cho ba mình như thế. Mình cẩn thận vào Facebook của anh xem có đúng thật hay không. Facebook của anh quả thật là một bác sĩ và công khai gia đình vợ con, phần lớn là các bài đăng về y khoa, các hội thảo quốc tế, các ảnh chụp với các đồng nghiệp ngành y khắp nơi trên thế giới. Bình Tinh lần thứ hai cô ấy làm mình ngạc nhiên khi người ta mắng cô không bảo vệ cho Hồng Loan trên mạng thì cô không hề lên tiếng. Đến khi ghi âm của ông sạc pin tung ra đó mới hay cô đã bảo vệ Hồng Loan ngay từ đầu. Bản lĩnh đương đầu với nhóm ba cụ trong cuộc họp quan trọng tại nhà riêng. Cô là người đã trả tiền phần lớn viện phí cho Vũ Linh nhưng cũng chưa bao giờ nói một lời về công sức của mình. Nên mình cảm thấy rất hài hước khi so sánh Bình Tinh với những người tự coi công sức của họ như là biển rộng cho đến là trời cao. Đòi khắc thơ lên mộ, rồi đòi làm 1/2 cái ngôi nhà, đòi quyền quản lý nhà mồ, thậm chí là đòi gọi là đồng sở hữu tài sản. Lại thấy cái câu từ từ rồi khoai cũng nhừ của cô Sáu nó mới chuẩn làm sao. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Bình Tinh. Quá thật Hồng Loan, bạn ấy quá may mắn khi đến thời điểm hiện tại thì bên cạnh vẫn còn những người anh chị em, những người bạn bè luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ cô ấy trong mọi tình huống. Thưa quý vị, bên cạnh đó là một số những cái tin nhắn của vị bác sĩ này cũng đã gửi tin nhắn cho một cái nhân vật có thể nói là có thể đáng tin tưởng trong câu chuyện của Hồng Loan. Nhà cô chú anh chị thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phiên tòa thì sắp diễn ra rồi. Phiên tòa hòa giải lần này thì như đã đưa tin đó, khả năng cao là mẹ con cô Sáu sẽ không có mặt mà sẽ để cho các luật sư đại diện của họ làm tất cả những cái thủ tục liên quan như những lần trước mà thôi.
bởi cái vấn đề gọi là họ đối mặt trên cơ quan chức năng. Chúng ta còn nhớ rồi, ngày hôm trước tại đồn công an thì cô Sáu khá là nóng nảy, thậm chí là chửi bới nhục mạ khá là nhiều, cho nên là cô Sáu cô ấy sợ đến tòa án rồi không kìm được cái bản năng của mình, cái bản chất thật của mình đi, lại chửi bới nhục mạ, thì lúc đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái quá trình kiện tụng, cũng như là mất đi hình ảnh của cô Sáu nữa. Cho nên là khả năng cao là họ sẽ để cho các luật sư. Riêng Hồng Loan thì mặc dù có luật sư nhưng mà cô ấy sẽ gọi là đích thân đến, chung như chúng ta đã thấy là qua những cái lần đến cơ quan chức năng cho đến gọi là tòa án, mặc dù có luật sư rồi nhưng mà Hồng Loan vẫn muốn đích thân đi, bởi lẽ cô ấy muốn chính bản thân mình chứng kiến sự việc, và thậm chí là giáp mặt với mẹ con cô Sáu trên tất cả các nơi cơ quan chức năng để mà làm rõ. Nhưng mà dường như là phía cô Sáu thì họ không có cái mong muốn cái sự giáp mặt này, họ chỉ muốn để cho luật sư làm việc về cái liên quan đến pháp lý mà thôi. Mặc dù là Hồng Phượng đó ngoài miệng thì nói là mình thua, từng đã khuyên mẹ rút đơn rồi, nhưng mà trên thực tế cho chúng ta thấy qua những cái thông tin, những cái giấy tờ họ tung ra, bản thân Hồng Phượng cũng chính là người đứng ra để mà lập vi bằng, cho nên có thể thấy rằng là ngoài miệng cô ấy nói vậy thôi, nhưng bên trong thực chất thì chúng ta được biết mà, cái vụ kiện này mà nếu thắng thì người được hưởng lợi to nhất là chính là Hồng Phượng. Khi mà nếu cô Sáu thắng đi thì cái người mà đồng sở hữu lại là cái tên Hồng Phượng chứ không phải là Hồng Nhung. Cho chúng ta thấy là người hưởng lợi nhiều nhất trong cái vụ kiện này nếu thắng đó chính là Hồng Phượng nha cô chú anh chị. Cho nên là về cá nhân của Hồng Phượng, bản thân của cô ấy đó ngoài miệng thì nói khác nhưng mà trên thực tế thì là một nẻo. Bên cạnh cái thông tin liên quan đến vị bác sĩ này đã xóa tan đi những cái nghi ngờ khi mà cho rằng trong khoảng thời gian mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nằm viện, Hồng Loan không lo lắng, rồi nào là chỉ có mẹ con cô Sáu lo tất cả mọi thứ, chẳng có ai lo cả, đến bây giờ thì lại gọi là phủi ơn. Thì ngày hôm nay vị bác sĩ này cũng đã lên tiếng cho chúng ta được rõ hơn. Mặc dù là thời điểm hiện tại những cái vấn đề đó dường như nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng đã hiểu hơn trong cái câu chuyện này. Trở lại với cái nội dung mà về phía Hồng Loan, trong đêm ngày hôm qua đó, lúc nửa đêm luôn, cô ấy đã thông báo một thông tin khá là quan trọng trên Facebook của mình bị tấn công một cách dữ dội, thậm chí là người giả mạo luôn. Chị Hồng Loan cho biết là vừa bị lập nhiều nick Facebook giả, trong đó là có một tài khoản có tên Võ Thị Hồng Loan luôn, giống tên với Facebook thật của chị Hồng Loan, đăng một nội dung chốt đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản. Về phía Hồng Loan đã gọi là thông báo cho gọi là một số các cơ quan báo chí nhờ họ chia sẻ, bên cạnh đó là báo cho về phía cơ quan chức năng để mà xem xét xử lý một số những đối tượng này. Thời gian qua chị Loan bán hàng online các đồ ăn vặt, do đó đó chị đăng tải tài khoản ngân hàng cá nhân để thuận tiện trong việc thanh toán. Tuy nhiên thì điều này khiến những kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt mọi người. Tôi thông báo để mong mọi người cẩn thận tránh bị lừa. Tôi chỉ sử dụng đúng một tài khoản duy nhất trước nay và không lập thêm. Cô chia sẻ trên trang cá nhân thì Hồng Loan cũng đăng tải thông tin cảnh cáo và mong khán giả thận trọng. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ một cách nhiệt tình, giúp mình có thêm thu nhập để lo cho các con sau khoảng thời gian thất nghiệp vì ồn ào kiện tụng. Con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bày tỏ sở dĩ mình bán hàng online vì không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Cô muốn vẫn có thể làm chủ tài chính, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Đồng thời Hồng Loan hy vọng khán giả yêu thương có thể mua ủng hộ và chuyển khoản đúng với số tiền của món đồ. Đừng trả thừa tiền hay là quyên góp gì cả, vì cô không muốn vướng vào những rắc rối liên quan đến câu chuyện tiền bạc. Trước đó thì chúng ta được biết là Hồng Loan cũng đã không ít lần bị giả mạo tài khoản. Những cá nhân này đăng hình ảnh những cái thông tin thất thiệt về bản thân cô và gia đình cô nhằm mục đích là câu view và lừa đảo, thậm chí là một số thông tin thiếu kiểm chứng gây ảnh hưởng đến gia đình và danh tiếng của cha cô là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì quý vị có thể thấy rằng là mặc dù là thời điểm hiện tại đó thì cuộc sống của Hồng Loan chúng ta thấy rằng là được rất là nhiều khán giả ủng hộ, nhưng bên cạnh cái sự gọi là được nhiều người quan tâm đến như vậy thì nó tiềm ẩn không ít những cái rắc rối xung quanh.
khi có những cái nhân vật mà họ cố tình để mà họ làm ra những cái điều mà đi lừa đảo người khác bằng cái tên Võ Thị Hồng Loan. Không chỉ là trục lợi đâu chú anh chị, mà nếu như các nhân vật này nè họ giả cái tên Hồng Loan mà làm cái điều gì đó mà vi phạm pháp luật đi, ví dụ như họ chốt đơn hàng nhưng mà thực chất đó là họ đưa ra những cái mặt hàng mà nó không đúng của Hồng Loan, mà trong cái đơn hàng đó nó có những cái có vật gì trong đó đi, lỡ quý vị khán giả mà mua vào đó ăn rồi bị cái này bị cái kia, thì rõ ràng là một cái điều vô cùng nguy hiểm cho Hồng Loan. Có nghĩa là họ sẽ làm mọi thứ ngoài cái câu chuyện trục lợi, thì chúng ta có thể nghĩ đến đó chính là một cách hãm hại thông qua cái việc làm bán hàng kiếm tiền sinh sống của Hồng Loan vào thời điểm hiện tại. Bởi lẽ chúng ta có thấy rồi, rất nhiều những cái thủ đoạn khác nhau mà Hồng Loan đã gặp phải trong suốt một khoảng thời gian vừa qua khi mà dính vào những cái ồn ào kiện tụng với mẹ con cô Sáu. Rất nhiều những cái thông tin đồn thất thiệt khiến cho khán giả cảm thấy gọi là Hồng Loan cũng có cái gì đó, cho nên là mẹ con cô Sáu mới như vậy. Nhưng mà trên thực chất thì những cái thông tin đó nó không phải là những cái thông tin chính xác. Rất nhiều những cái tin đồn đại khác nhau cho rằng Hồng Loan xấu xa như thế này, rồi mẹ con cô Sáu tốt đẹp như thế kia, cũng nhằm mục đích là đánh truyền thông khi mà cái vụ gọi là kiện sắp tới đây sắp sửa được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đưa ra hòa giải rồi cho đến là xét xử, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cái thông tin chính thức liên quan đến cái cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình đó thì đã được luật sư của Hồng Loan hoàn tất tất cả hồ sơ gửi đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận để yêu cầu khởi tố hình sự nha, về tội danh 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cá nhân là ở đây đó chính là Hồng Loan nha quý vị. Thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi cái tin tiếp theo đối với các nhân vật mà mấy bữa rày đã tấn công Hồng Loan, nhục mạ Hồng Loan một cách gọi là thậm tệ nặng nề nhất. Trong đó thì chắc có lẽ rằng nổi bật đó chính là cái cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình. Bởi lẽ đó cô nói rằng là được gọi là mẹ con cô Sáu rồi những người có liên quan nhờ vả để xem rằng lần này khi mà bị triệu tập lên để mà làm việc đó thì cô này có khai ra đồng đội cũng như là đồng phạm hay là đồng bọn của mình là gồm những ai, mà cái mục đích cô này là cái gì, có phải là tiền bạc hay là không để mà tấn công Hồng Loan một cách dữ dội như vậy. Thì đối với cái nguồn thông tin này thì Thanh Huyền cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục gửi đến cho quý vị chúng ta tiền theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.